chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sử dụng sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Nay mưa gió rét quá, anh em đang kiếm cái gì đó thì chén tại chỗ nhưng mà rồi hơi chén tại lò sưởi. Nhưng mà hôm nay mưa không đi đâu được đâu. Ấy. Đây này đây đây. Đi vô được không? Dạ. 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 Anh vô được không? Người yêu mà. Anh vô được không? Người yêu mày đánh vô là được. Người yêu anh. Đấy, mấy con kìa. Ui, tao mày làm cái bẫy đi. Mày vào kia lấy cái dây ra này đi. Cái dây đánh chim đấy. Cái dây đánh chim. Tao làm một cái bẫy, anh em nhìn. Cái bẫy bằng cái thuyền như thế. Cái đấy chỉ để bẫy mấy con lợn thôi. Không, sập, giật, bắt, sập. Mà xong rồi ra bắt thôi. Xong bố anh ra cầm đá chẳng anh. Gì vậy? Bố anh ra. Cái này anh vừa. Bây giờ mình không cắt. Đây là cả nhà mình đấy. Là bố anh. Tính cả cả nhà anh này. Đi. Vào vào kia đi. Để anh đi. À, chạy đi thôi đấy. Đi mà đi. Nhắc nó đến chửi. Cái nào anh cũng phải sang nó chửi đi em. Tao đi đến đây. Ôi, nó khôn lắm. Vườn rộng rào chưa có thể gà. Chưa phải làm bẫy. Lại còn sư này còn phải bẫy gà, bẫy gì. Mày bắt được nó không? Vườn rộng. Nhưng cầm đá anh chẳng hết chứ. Ở đây là phòng vẫn được con gà trống này. Mấy con gà béo ấy. Lúa trong đấy. Chưa có to được bạn. Đấy, ném ra ngoài trên kìa. Đấy, đấy, rồi. Đi vào đi, đi vào đi, đi vào đi. Đi vào đi. Chắc được cả chim sẻ nhé. Nó chừng nó ăn anh em mình chật nó đừng luôn. Để nó tí nó vào từ. Để em chật. Mày em giật ác lắm. Im. Thế anh bỏ ra không? Không em thua nhé. Ở đây, cho mày giật. Đây, em giật. Nó lại chạy lông nó hết rồi nhỉ? Anh chuyển sang cái bên chỗ cái kia nó ra nhiều hơn. Bên chỗ cửa, gần chỗ chung gà ấy. Giật, tép thử cái nữa. Đấy không? Đây em. Đấy em mà. Đi chuyển sang bên này. Mày lại lấy gà đi. Đi nữa tao cho mày giật. Gà vẫn còn. Cho mình ra ăn thật, gà thật. Cậu cơi sang. Em đang thu hồi đây. Tao sang bên chỗ kia nhá. Hay mà tao vừa không đuổi được nó ấy. Sao lấy con cái giòm này rồi? Hây, ôi. Thấy chưa, khép pin đây. Khép pin là cái gì? Mới mất. Mày biết không biết các pin về sao lục phát thì con quyền Simbad. Simbad sao lục phát em biết. Simbad đây là hack pin rồi hả? Hack pin đấy đây gà này chẳng hạn.
Xin bác. Vào luôn. Mày dạ. Nước nó trống này nó cây. Ra nhanh nó ngu của sư thì em bắn chết mấy con. Ngu cái gì? Ngồi đây nó dám ra. Đừng có cắn dây quá nó sập bây giờ. Không. Nhảy lắm này, bơi nhảy lắm. Mọc tít không nhỉ?
Ừ. Con được bé. Hả? Nó có thả hết nhé.
Ở đây đây. À, mày. Có lợn nhựa đây. Con gà trống. Gà trống à? Ai ui, nó cào ta. Cào. Con này to hơn con của anh. Ôi, con thật có con mái đâu, con thật. Ui, con này to lắm. Ui, con này to thế. Xem thử con này to không? À. Cho con mái để nó. Nhiều thế. Ôi, ôi, con dây cho nó mặc phim này không ạ? To mà. Có mấy con mập tít này. Ui, nhiều thế. Mày làm một cái chuồng gà cho mình nữa à? Ra bên đây. Hết tôi không còn to cả con vịt à? Ôi, con mái to. Ôi, mái to to đi. Nó phải mặt em. Đi vào thịt con này. Này làm chị con gà ở lâu thế lâu mày không bao mà thịt em bắt được gà em có công 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 mồng có gà để ai chị anh có bắt được đâu anh hạ tao chẳng bắt được con à ta cũng có câu là anh hạ phải nát là sao lại anh hạ ấy thôi thịt nướng nướng gì hôm nay tao làm món hôm nay mình sẽ làm món mới các bạn à, đây là nước mắm. Anh sẽ hấp nước mắm. Hấp nước mắm là làm thế nào? Mình cho nước mắm vào. Như kiểu hấp coca á. Coca pha nước mắm đi nghe. Mình hấp cái gì trên mặn à? Mặn cái gì mà mặn? Mặn. Lấy ra lấy cho anh cái đĩa rồi. Cái đĩa. Nặng lắm rồi đấy. Lên lên, nặng cái gì? Cái đĩa to rồi đấy. Kiểu là tự nhiên làm mất nước mắm. Mình cho mất cái ăn rồi vào. Rồi rồi, mày cũng nặng rồi, rồi mất cái ăn rồi. Đĩa đây. Hey. Anh không ăn được đâu mà. Không ăn được thì tao ăn, mày nhịn. Tại chỉ cả hấp nước mắm anh đi thử ơi. Chưa thấy bao giờ. Chưa thấy bao giờ. Tao đã làm ra món như này. Này mới gọi là đặc biệt. Đó là không được chặt rồi. Đây. Đấy. Đấy. Làm tư thế đẹp không? Gọi là ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Tí đầu nhớ. Anh đi bỏ gà ra trước rồi để nó khoảng trước. Gà ra gì? Ồ, rồi rốt. Mặt rốt rồi đấy. Rồi, tí tối nó đáng quên. Có đi về phần phần cơ ạ. Anh đi nước mắm này mới cả mỡ mới cơm nguội ngon này. Sôi rồi các bạn. Anh cho nhiều mắm thế không cắm thì cũng khối cũng thối mặt đắng mặt chát. Thối thối gì mở ra xem nào. Cái này ngon quá. Ui. Và cây nó ủi nhanh thật các bạn ạ. Wow. Cái này ngon quá đấy anh ơi. Ui, nhanh ghê, sắp chín rồi đấy. Ăn không? Ấy có chứ. Đâu đưa xin miếng nào. Xin miếng nào. Miếng này. Wow, chín rồi. Đây món này rất là nhanh chín các bạn. Con trời mới chín. Ờ thì mẹ ăn ngô đi. Anh ăn đi ạ. Cơm mà mắm thơm mà. Cơm thịt cắm. Hôm nay một cái chín là lạ. Ôi cháy cả nồi. Ui trời trời. Ui. Wow. Ui mắm thơm lắm các bạn. Em phải cái đuôi đua. Này khẩn cấp. Từ. Đấy. Đấy. Còn một cục nữa rồi. Đấy. Thêm nước ngồi ra đi đã. Ui. Đấy. Cắm luôn này. Ngô của mày. Ui, đây cho các bạn xem cái nồi.
Ui, nước mắm vẫn còn đỏ oạch. Ui, đỏ oạch nước mắm này. Có biết mặn không nhỉ? Nào, cho ra đây ăn. Đấy. Sẽ ăn rồi. Cất này đi. Cái này lại làm mất. Lại làm mất cái tim rồi. cục vỡ ăn có nó còn lại còn chẳng lẽ nó lủng hết gà bé lên cả với bé nào đừng có đâm vào đây chín hết các bạn ây à mày lấy máy đi cho các bạn xem tất cả nhá ây à quả chanh trong tủ mày lấy muối cầm cái đôi đua ông rơi giờ anh đi làm muối ông nọ đi ngon thế chín hết rồi cái nơi loại này nhá anh à, đi làm muối đi đây. Muối ớt đường ấy đây, muối ớt đường chanh ấy xem cái này đây đây trên này đấy gặm này anh gặm. Ui, mời các bạn nhé anh gặm cái cánh chà chà ngon quá trời wow sao bị mặn không không thơm mà ăn là máu nhỉ không có mời các bạn nhá ớt hết ớt rồi không có một chỗ ớt mà hết rồi mời mà bạn à quá không hề mặn một tí nào các bạn nó à, như kiểu gà hấp rượu ấy. Như kiểu gà hấp rượu ấy. Nó cũng ngon lắm. Nhưng mà rất là ngon. Thơm mùi nước mắm ít nhỉ. Ừ. Nước mắm thơm quá. Anh chặt em cái. Cầm cả mà gặm. Em không thích ăn thịt chân rồi. Mày rốt ăn chân gà xong cái tim nó đẹp. Ngô của mày nổ cháy hết rồi kìa. Tim đẹp mà. Chữ anh nó đẹp, chữ này đẹp. Cô bảo em viết lại 100 lần đúng không? Ừ. Bị phạt. Nhưng mà em viết có 70 lần. Ừ. Sao lừa cô giáo lại em viết đủ 100 rồi nhá. Lần sau em không tính nữa đúng không? Dòng này đúng không? Không. Rất ngon rồi. Đây. Wow. Mọi người còn cháy này, đoạn cháy này không biết mặn mắm không? Đây, cái đoạn chung chung này. Đoạn cháy này có mắm rồi, thơm rất là ngon, ngấm mà ngon. Là cái thử. Wow. Nóng. Wow, nhất thủ các bạn. Khói quá mới đẩy gì cái kia ra đi. Không để cái này là khói chết. Nào. Cái này là ấm. Khói. Rất là tuyệt vời các bạn. Nó này nó bày anh nuôi ngoài không? Chấm mới. Em bày mới được, anh bày cái con quẩy nhỏ đang đóng bỉm. Quẩy đi. Quẩy ăn vẫn ngon, gà nhà anh mặc định là ngon, hiểu không? Ừ. Vườn nó rộng, nó không bắt được thôi. Ai chỉ cho mày cách bán đấy? À. Lần. Ừ, sau thử luộc mắm xong ăn rồi. Luộc mắm thì chắc là mặn. Hấp nước mắm thì không mặn nhỉ, nhưng thơm nhỉ.
luộc cái bia. Bia? Thì anh lợi dụng anh uống bia luôn đi gì? Thì em không uống được. Mày uống nước ngọt? Ngọt. Thì tao đổ cả nước ngọt với bia vào đấy. Ừ, được đấy. Ừ. Ngấm nước ngọt mày ăn, ngấm bia anh ăn. Ừ. Em đổ một nửa bên này nhé. Ừ. Xong của em đổ một nửa bên này. Ừ. Ngon nhỉ? Ngon gớm. Cái cục này ngon lắm này. Cục phổi đấy, đừng ăn được đây. Không, được chạy. Tôi biết nhỉ, là lách đấy. Lách à? Ừ. Cái lách. Này họ ăn với xà lách à? Xà lách, xà lách mày biết lời gì không? Là cây, xà lách. Cây cảnh. Cây cảnh. Cảnh cho em ăn được. Cây cảnh là không ăn được à? Ngọt này. Em thích ăn mỗi tạng lắm. Tuyệt vời. Óc gà. Nếu biết trước tương lai anh đã chẳng đi gì. Ngon lắm. Ăn mình phê. Chứ ăn gà đấy không. Ui mày kéo ra hẳn cả đấy. À. Gì nhỉ? Mau trọt được. Chó. Không cái gì. Thơm. Ăn da là cái mặt đùi này ngon, đã ăn ngu. Ngon. Ngon nhỉ. Tuyệt vời quá. Tuyệt vời các bạn ạ. Ừ. Mày có mấy hạt? Hạt gì? Hả? Mày có mấy hạt? Hạt chim á. Hạt chim. Mày đòi mấy hạt, mày thịt mấy con đi cho nhiều hạt. Nhưng gà nó khác người. Khác cái gì? Nó không có. Gà nó còn chả có chim mà nó thì anh có mấy hạt chim? 5 hạt. 5 hạt á? Hạt chim nhỉ? Mỗi hạt một vợ. Mỗi hạt một vợ. Thế nào? Nào kệ táo. Con mới hỏi bằng quăng. Lấy lại gì gì ăn phao cầu. Anh chỉ đặt sản trứng. Trứng gà này. Trứng gà đi. Rồi ăn đi, trứng non ăn đi. Đặc sản ăn đi ấy. Trứng ngon lắm mà. Non chén đi ấy. Ngọt à, không nhóc. Lo quá. Ê, anh như gấu ấy. Hay là chim cho em nhấm một hạt. Mày ăn như chó ấy. Xương anh ấy. Nào tao mua hẳn cân hạt với anh ăn. Đúng đấy. Ừ. À, ừ. Anh mua hạt chim. Mua ở đâu nhỉ? Chim hạt chim đại bàng ấy, to. Ừ. Chim đại bàng to bằng chim mày. Hạt chim đại bàng. Không? To bằng chim mày không? Không biết. Không biết. Hả? Ơi. À. Ăn nước
đi thương qua mới về à? Chị nói à? À ngon này ngon ok vậy anh ăn ngô à? Hả? Ngon để béo ăn mấy con anh mấy con gà công nghiệp ăn pình nhầy gà nhà anh ăn nhiều ru nhưng mà đây đấy nó thế vườn béo nhỉ. Ờ thôi, mày đi mà ăn. Gà ăn chung béo mà. Ừ. Tí đó cố rồi ăn nhá. Ừ, sao anh em mình ăn. Ừ. Sao gà ăn. Ừ. À, ngon á. Gà kia đâu nhỉ? Đấy. Thôi, anh em mình kết thúc clip ở đây đây. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và comment những ý tưởng bên dưới nhá. Nhớ đăng ký và ăn chuông bên cạnh nhé. Và ăn chuông bên cạnh nhá. Và còn gì nữa nhỉ? Nhớ comment những ý tưởng hay ở dưới nhé. Món gà này ăn được. Món vịt hôm trước. Chà nó, anh ăn nhá. Món xin chào tất cả mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhá. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhá. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhá. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.